cây cúc thọ hương đang nở hoa ngày mùng 1 Tết nha cô chú anh chị. Cây đang phun hoa luôn ha. Trời ơi, xuất sắc luôn cả nhà Dạ. ơi. Nè, cô chú anh chị mình thấy không? Này là thọ hương là không đối thủ luôn nha cô chú anh chị. Hoa dòng này hoa rất là thơm, hoa chùm lâu tàn đó ha cô chú anh chị. Dạ, ôi xuất sắc cái cây này luôn thôi. Cái này ghép tầm khoảng chừng. Xin kính chào quý cô chú anh chị, mình quay trở lại Phúc An Garden nha. Dạ hôm nay là ngày mùng 1 Tết âm lịch nha cô chú anh chị. Hôm nay em chúc cô chú anh chị mình có một cái Tết thật là đoàn viên ha, đầm ấm yêu thương bên gia đình nha cả nhà. Hôm nay thì em có ghé bên vườn mai của chị Lan Thanh nha cô chú anh chị. Hôm nay thì bên vườn của chị ha, hôm nay mùng 1 khai trương nha. Khai trương giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng mai ha, mai giống nha cô chú anh chị ha. Mong là cô chú anh chị mình sẽ yêu thương và ủng hộ cho vườn mai của chị Lan Thanh nè. Dạ em chào chị. Dạ em chào cô chú anh chị ha. À, thì địa chỉ vườn em là ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0985263033 ha. Thì nhân dịp đầu năm mới em cũng chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe ha, phát tài phát lộc luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Thì không để cô chú anh chị mình đợi lâu thì em sẽ vào clip luôn ha. Dạ rồi. Thì em đầu tiên là em giới thiệu cho mình cái mặt hoa của cây cúc thọ hương đang nở hoa ngày mùng 1 Tết nha cô chú anh chị. Cây đang phun hoa luôn ha. Trời ơi, xuất sắc luôn cả nhà ơi. Dạ. Nè, cô chú anh chị mình thấy không? Này là thọ hương là không đối thủ luôn nha cô chú anh chị. Hoa dòng này hoa rất là thơm, hoa chùm lâu tàn đó ha cô chú anh chị. Dạ, ôi xuất sắc cái cây này luôn thôi. Cái này ghép tầm khoảng chừng 4 mùa không chị Lân Thanh? Đúng rồi, tầm đó là cô chú anh chị. Nè, gốc liền nhất cốt và hai gốc nhất liền cốt nha. Ồ đẹp quá chừng nha cô chú anh chị ha. Đây, mình tham khảo giùm em cái mặt hoa nha cô chú. Hoa là hoa kết chùm á, em nhìn là cứ tưởng là hoa giả không nha cả nhà. Nè, cô chú anh chị mình nhìn nè. Xuất sắc luôn ha. Hoa nhiều cánh nha, rất là bền luôn nè. Em quay cận cảnh cho cả nhà cái này mình xem hoa nha. Này là già mùa ghép 4 mùa liền cốt rồi nên nó rất rất ít rụng nụ luôn ha cô chú anh chị. Dạ đây cả nhà mình ha. Rồi bây giờ là mình sẽ tham khảo cái phần máy giống với chị Lan Thanh ha. Rồi đúng rồi. Rồi đây nha cô chú. Rồi em sẽ giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị mình mai giống cúc thọ hương nha. Dạ rồi. Đây là lô này ha cô chú. Hàng này thì hàng em ghép cũng già mùa rồi ha. Dạ. Đây đi, bên đây em bóc là cái này. Dạ, đúng rồi. Nó hàng nó liền già mùa liền cốt, có một số cây liền cốt, có một số cây chưa liền cốt nhưng mà đa số là tầm 2 mùa hết cô chú anh chị. Nè, nút nụ nè, uống nhắn lông cho mình luôn ha. Dạ, chiều cao thì mình tính có nhiêu ta? Cái này cao chắc tầm 40 ăn lên đó cô chú anh chị. Dạ rồi 40. Đa số là cây cao không à nha. Dạ. Rồi ok, cái bộ đế đẹp nha cô chú anh chị, xử lý đế rất là ok luôn. Đây ha. Đế đẹp nha cô chú, quấn đế rất là ok cho mình luôn. Cao hết luôn nha. Dạ cao. Cái này 40 ăn 40, tầm 40 đến 5-60 luôn á. Cái này cô chú mình về test mặt hoa được nha, mình lấy bo là xuất sắc. Trời ơi nha. Có mấy cây này nè. Ôi lấy cao bo đã tầm 70 luôn á nha. Dạ. Rồi nha, cái này là cúc thọ hương dạ, nha cô chú. Rồi. Lô này em có quấn rễ hết ha. Đều xử lý rễ hết luôn. Dạ bo rất là nhiều ha. Dạ, bo rất là khỏe luôn. Rồi. Cho cô chú anh chị mình về lấy bo nha. À đây là cô chú nha. Nè. Ở trong đây nè. Để nó hơi khít á nên là lấy ra hơi khó nha. Em bốc đại cho mình đại xem đi. Một vài cây đi chị. Đây. Nói chung là cây này xử lý đế. Cái này lô đế già hết luôn nha. Mình lấy bo xong mình chăm cũng chăm cây lại mình đôn lại mình dạ. Chơi được nha. Chăm tới Tết là chơi được nữa rồi. Dạ, đúng rất rồi. Là đẹp cô chú. Này nó mau lớn đế thường à. Ồ cái đế nè, xuất sắc nha. Rồi. Mấy này có âm nụ luôn nè. Mặt hàng này mình giao lưu sao chị Lan Thanh ơi? Dạ cái lô cúc thọ hương gốc nhất này là em giao lưu 60.000 một cây ha. Dạ. Tầm 5 cây em bao ship nha cô chú. 5 dạ. cây gửi hàng và bao ship. Dạ rồi. Cái này số lượng thì có vài trăm cây hết cô chú. Dạ. Đây cô chú anh chị tham khảo giùm em nha. Nói chung là bên vườn sẽ lựa cây rất là đẹp cho mình luôn, cô chú mình cứ yên tâm ha. Quá trời coi nè. Nè, bo nhiều nè, bo khỏe. Thọ hương này là chất lượng luôn nha cô chú anh chị. Đó, đúng rồi, nó rất là mạnh luôn cô chú. Mặt hoa là bao chuẩn giống nha cô chú anh chị, mình thấy cái mặt hoa rồi ha. Nè có những cái cây này là hộ cô chú anh chị mình nó thấy chắc cao tầm 80 luôn cả mét luôn. Ừ, đúng rồi. Nói chung là nó khi lựa thì đó. Em sẽ bóc chiều cao là từ 40 ăn lên. Dạ. Nhưng mà đa số là thấy vậy chứ nói hơn vậy 40 chứ nó hơn dữ lắm. Ừ, trừ heo tới luôn á cô chú anh chị mình. Trừ heo tới luôn á nên cô chú mình đặt hàng thì yên tâm nha, cái lô này không có cây nè, cây này là chắc thấp nhất á, thấp nhất này chắc cũng tầm hơn 40 á. Hơn 40 á, mà mình tính là 40 đi ha. Mình sẽ lựa những cái mặt hàng dễ giao cho cô chú anh chị mình nha. Dạ. Rồi chị Lan Thanh tiếp tục là mình sẽ giao lưu cái mặt hàng nào vậy chị? Dạ, tiếp theo là em giao lưu giống siêu bông bình lợi, cây giống á cô chú. Dạ. Là cái dòng siêu bông bình lợi này làm mặt hoa em đã, những clip trước em đã lên rồi ha. Cho dạ. nên vườn em làm bao chuẩn giống siêu bông bình lợi cho mình nha. Dạ. Đây. Cái này là ghép gốc rất là già luôn. Dạ. Nhìn cái gốc này già sần sùi luôn. Cái này lấy bo là vô tư luôn nha cả nhà. Mời lấy bo vô tư. Dạ. Rồi ha. Đây cô chú anh chị, cái này chắc mấy này. Ồ nè, đế thú luôn nè.
cô chú ha. Để đẹp không nha cô chú, cái này thì mình lấy bo xong rồi mình chơi được luôn, rất là đẹp, ngay gốc rất là già nha. Dạ, cái này là chậu C cỡ C8 á cô chú anh chị nè. Cỡ C8 á. Này xem cái cây này thì Cái cây này C7 nè. Cây này chắc khác khác đám không chị? Nó gốc bự quá bự, nè. Ừ. cây này khác Khác nè, để quế bên bên ha. khác Là cái này bên là chung đúng không chị Lan Thanh nè, mấy cái này là chung nè. nha. Đúng rồi, này Đó. là nó sẽ phân theo hai loại khác nhau nha. Dạ. Này có chậu C8 nha cô chú anh chị. Đây ha. Này, siêu bông mình lại nha cả nhà. Chuẩn giống ha, cái này về là hàng cho cô chú anh chị mình lấy bo nha. Đây đây còn mấy cây, em lô này em còn tầm mười mấy cây hà nha cô chú. Dạ, đây nè, rất là đẹp nha cả nhà. Ôi ôi gốc mà Dễ đế thương rồng nha. đế gì đủ thứ hết, có Dạ. cây em ghép hai mắt bo luôn rồi nha cô chú. Nè, đế thú mà hai mắt bo luôn nha. Rồi chiều cao thì cô chú mình tính giùm em là cỡ 40 cm nha. Rồi đó đi 35 đến 40 cm với cô chú. Siêu bông bình lại ha. Dạ. Rồi như thế này là mình giao lưu sao chị Lan Thanh? Dạ siêu bông bình lại này em giao lưu với giá là 250 một cặp, bao ship luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Ví dụ như vậy ha, cặp về là 250 bao ship là cả nhà. Bao chuẩn giống cho mình nha. Đó, Bao hành 250. giống cho, bảo hành giống cho mình. Dạ, bảo hành giống luôn nè, đó. Dạ. Thì chiều cao của chú mình Đây tính nè, nha. ồ gốc to Cây nha cô chú. đế thú này ha, đó đẹp nha. Gốc 250 đẹp. một cặp, Dạ giá đúng hợp rồi, lý nha cả nhà. 250 một cặp bao Dạ ship. rồi. Cô chú Ở mình đây tham em khảo còn nha. ba gốc này cũng siêu bông bình lại Góc nè. bự hơn xíu nha chị. Đúng rồi, Dạ. gốc bự. Nè, cái này mình giao lưu sao nào? Đây. Góc đẹp ta. Rồi, cái này là em giao lưu là 250 một cây bao ship nha. Đây, đây Củ một đế cây nè. to nè cô chú ha. Mình ưng cây nào thì mình liên hệ em ha. Ví dụ như em còn có ba cây nè, cây này cây số 1 đi. Ừ. Gốc bự. Rồi. Nè, góc đẹp nha cô chú nè. Cây góc bự số 1 nha. Này ví dụ đi ha. Đó. Nè, cặp Ồ, cái ngắn này nè. hoành tầm Như ta. 8-9 gì ạ? À? Lớn nè. Cái cũ Cái cỡ cũ hả? 15. Cây này là 250 250 bao bao ship ship nè. đúng không? Đẹp. Cây Gốc số 2 cây nha tầm cô chú. lùm luôn nha. Dạ rồi. Rồi, cây số 3. Cây số 3 nè. Bình lợi luôn nha cả nhà. Cũng 250 bao ship cây này luôn nha. Toàn nhánh xum xuê nè. Đó, cô chú anh chị mình tham khảo em nha. Rồi. Bốn cái chị đang xem. Đây. 250 bao ship luôn nha cô chú. Dạ. Rồi, hai cô trả luôn đi cho Dạ. dễ nha. Cái này số 5 luôn hả chị Dạ ha? đúng rồi, lên số 5 luôn. Siêu bông bình lại luôn nha cô chú anh chị. Rồi, thấy cưng nhiều. Cây này đế nôm đều hết các mặt luôn nha. Dạ rồi. Đây. Đẹp ha. Rồi mình đo thông số cho cô chú tham khảo luôn nha chị. Đế này rất là đều nha, cây này ghép tới 5 mắt bo nha cô ừ. chú. Loại lá nó to khủng khiếp. Quỳnh thân mình 14 nha. Dạ. Nguyên cái bệ mình 50-50. Rồi. Cây mình cao 45 nha. Dạ. Rồi. Rồi. Siêu bông mình lại mã số 5 nha cả nhà. Cái Rất này mình là giao đẹp lưu sao luôn. chị? Rồi cây này em giao lưu với giá là 1 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Đây nha cả nhà. Thì Dạ, bên tiếp chị Lan theo Thanh là mã giao lưu. số 6 nha cô chú. Dạ, cái này là hàng Dạ, ghép hàng bình lại luôn nha. bình lại nè cả nhà. Ghép gốc mai vườn em ha. Thấy cưng nghe chưa? Ồ, cây này đế nôm luôn nha cô chú. Dạ. Rồi ha, bo nè. Mập ghê ta. Bo rất là Bo rất khỏe là nha cả khỏe nha. nha. Rồi. Cái này Cái này bằng hoành thân chắc tầm 11, 12 vậy cô chú. Dạ rồi Tầm nè. đó đó, giao động 11, 12. Chiều cao nó chắc Ồ, đế cỡ 35 không chị? tầm đó luôn ha. Tại không có dựng đợt lên nè, chứ Dạ, dựng đợt tại lên em nó không có cao dựng, lắm. tại em không có dựng đợt nha. Này chắc đi dựng đợt cho cô chú mình quá chị. Nếu dựng đợt thì tầm 45 á, Ừ. 45 50 á. Rồi cả nhà, đây ha. Cái này mình giao lưu sao chị Minh Thanh? Mình để giá sao chị? Dạ, cái này em giao lưu là 350 bao ship nha cô chú anh chị. Dạ Dạ, rồi. siêu bông bình lại nha. Thì cô chú khi đi là chị Lan Thanh sẽ là vô đọc cho dựng dây lên cho Dạ mình đúng ha. rồi, em dựng dây đi cho nó cứng cây á. Dạ ok nè, nó cây rất là đẹp nha cả Dạ, nhà. mã số Để em 6 nha. giao. Dạ, số 6 luôn. Rồi, Rồi mình tiếp đây, theo. tiếp số 7 luôn, Ở siêu cưng bông vậy bình ta. lại. Ồ, cái cũ Cái nè. cũ. Ổn Cũ nó bự dài lắm chảng luôn. nha cô chú. Dạ. Lô này gốc rất là già nha, về mình nuôi luôn cũng rất là khỏe nha. Cái bo đẹp nè, cái bo mạnh nha. Đây, cây này em ghép hai mắt bo nha cô chú. Mập lù rồi cô chú. Đó. Rồi. Đây. Cây này thì cái hoành thân cũng như lô hồi nãy, bằng cây nãy nha cô chú. Tầm đó luôn, tầm 12 á. Rồi. Cũ bự chảng. Cao tầm 35 ha. Dạ. Cũng 350 bao ship luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Số 7. Số 7. Rồi, tiếp Rồi, theo. tiếp số 8 luôn. Ừ. Gốc nè. Cây này gốc thì không đẹp bằng hai cây nãy nhưng mà được cái bo Quá trời tàn rồi. tùm lum luôn nha, rất là khỏe. Tàn quá trời luôn. Rất là khỏe cây nha Nè, cô chú. cây này khỏe cây luôn. Cái này nó hoành nó có nhiêu đâu. Quanh này cũng tầm 11 12 á cô chú. Dạ. Rồi cô chú cao cỡ 40 ha, nếu mình dựng đọt Đúng ha. rồi. Rồi cái này cũng bằng giá không Số chị? 8 này cũng 350 luôn nha cô chú. Dạ, Số 350. 8 350 bao ship. Rồi, tiếp theo. Số 9 luôn. Rồi cây này thấy cưng nè. Thấy thương duyên quá. Ừ, này nó bye bye ha. Cây này cao nha, cây này cao.
tầm 40 á, dựng lên chắc 50 luôn á. Trời ơi, cô chú mình nhìn cái bo nó mập nha, nó rất là sung, rất là khỏe cây nha cả nhà. Đó, cô chú mình nhìn thấy bo thoải mái nha. Rồi, mã này mã số 9 nè chị. Đúng rồi, số 9, 350 bao xếp luôn nha. Rồi, 350 luôn hết cô chú. Rồi, mình tham khảo nha, mình đi qua tiếp những cái mã tiếp theo nè. Số tiếp theo là mã số 10. Dạ, số 10 siêu bông bình lại luôn. Trời ơi, cái nào đế. Cưng nha trời. Cây này dáng hơi bye bye nha cô chú anh chị. Cái này rất là đẹp nha. Phong bay phong thác gì cũng được tên cô chú. Tại nó nằm ngang ngang vậy nè. Quá trời đẹp luôn. Cổ cưng ghê trời. Xuất sắc nha cả nhà ơi. Đế rất là duyên ha, cái này về mình lên chậu mỹ nghệ mình nuôi mình để dành mình Tết năm sau mình chơi là đẹp hết ý luôn nha. Sưu tầm đế này rất là đẹp luôn. Bo nó mập nè cô chú anh chị. Đó, cốt. Cũng nu ha, cái này ghép 3 bo nha. 3 bo. Dạ, rồi cây rất là khỏe cho mình luôn. Rồi mã số chơi bonsai nha cô chú. Đúng rồi. Thông số nè. Dạ, quanh thân mình là 13, 12. Dạ. Cũ hết sức. Cái nồi mình là 30 nha. Cái này là gọi dặn quá nha. Đẹp. Cái nồi 30. Trời ơi, cái này nó cao lên nè. Cái này cao 15 luôn á cô chú. Dạ. Cây mình cao 35 ha. Dạ. Rộng 30 thôi nha cô chú. Dạ rồi. Rất là duyên. Mã số 10 này em giao lưu với giá là 1 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Dạ 1 triệu bao ship nha cả nhà. Dạ. Rồi. Rất là duyên. Cô chú mình tham khảo em nha. Cái này mình gửi chậu luôn chị Đăng Thanh. Dạ đúng rồi, em gửi chậu cho mình luôn. Dạ, gửi chậu. Dạ. Mã số 11 nha. Dạ, mã 11 là em giao lưu cây siêu bông bình lại luôn nha cô chú. Nồi đế rất là đẹp nha. Dạ. Đây em quay kỹ cho cả nhà mình xem nha. Giống này đang rất là hot luôn. Cô chú anh chị mình sưu tầm một góc về để Tết năm sau mình chơi rất là ok ha. Bông đẹp nha cả nhà. Dạ. Đây, bao chuẩn giống nè. Cái này cũng ghép ba. Nó lâu tàn, nó bông nó to mà nó lâu tàn lắm. Nó được hai lớp luôn. Dạ. Rồi. Mình đế này rất là đẹp nha cô chú. Dạ. Quỳnh thân của mình là 14 nha. Dạ rồi. Trời ơi, cái nồi dữ ta. Nhìn luôn nè. Cái nồi mình 52 luôn á cô chú. Ghê à, muốn hết cái chậu luôn. Cây thì không có cao nha cô chú, cao tầm 28 thôi nha. Dạ rồi. Dạ rồi. Mã số 11 ha. Dạ, mã 11. Mã 11 này em giao lưu với giá là 1 triệu 2 bao ship nha cô chú anh chị. Dạ, cả nhà mình tham khảo giùm em nha. Dạ. Mã số 12 nha cả nhà, một cây bạch mai đọt đỏ nha. Đây dạ, cô chú anh chị. Đúng rồi. Bạch mai đọt đỏ hay còn gọi là bạch mai bông chùm á cô chú. Mai nó chùm chùm đẹp dữ lắm. Hoa dạ. 8 tới 12 cánh nha. Gốc đẹp nha, gốc có duyên ghê. Bạch mai đọt đỏ này hoa nó cũng to á cô chú. To đẹp lắm. 8 cánh ăn lên nha cả nhà. Đúng rồi. Rất đẹp cho mình luôn. Cái đọt cái thương ghê hả? Ừ. Rồi. Cây này ghép hai mắt bo nha cô chú. Dạ. Rồi, bạch mai đọt đỏ nha. Bình thân mình là 10 nha. Rồi. Cũ mình tính cũ đặt mình thôi. Cái cũ đặt mình là 25 ha. Dạ. Cây thì cao tầm 25 thôi nha cô chú. Đúng rồi, cao tầm 25. Đẹp nha cả nhà ơi. Thương quá. Dạ, mình giao lưu sao chị? Rồi, cây này em giao lưu 350 nha. 350 bao ship nha cô chú anh chị. Dạ rồi, hả cô chú. Mình tham khảo giùm em nha cả nhà ơi, cây đẹp quá chừng nè. 13. Bạch mai đọt đỏ luôn nha cô chú anh chị. Ôi, trời ơi, cái cây này em cầm xuất cho sắc. Đẹp nha cả nhà. Dễ nhìn. Ôi, sao em khoái mấy cái hàng dạng mà nôm nôm vậy ghê. Đúng luôn á. Đúng không? Cưng xỉu. Đây hả cô chú. Mai rồi, nha. Quỳnh thân nha. Dạ. Bình thân mình 11 nha. Dạ. Cái nồi nè. Cái nồi tính mình 23 thôi, hơn. Cái nồi hơn 23, đó trong này là 23. Mỹ nghệ bonsai là vừa. Cây cũng cao tầm 25 mà nghe cô chú. Dạ. Rất là đẹp. Tàn trên này cả nhà. Đó. Rồi. Rồi. Cái này mình giao lưu sao chị? Mã 13 này em giao lưu với giá cũng 350 bao ship nha cô chú anh chị. Dạ rồi, mình tham khảo em dạ. Nha cô chú. 14 luôn ha. Dạ, 14 là em giao lưu một cái cây bạch mai siêu nụ dáng bay ha cô chú anh chị. Nè. Trời ơi, nhìn cái lá thôi là phê. Dòng này là bạch mai siêu nụ ha, dáng bay. Dạ. Lá rất là đẹp. Đây. Đây. Dáng bay rất là xinh nha. Dạ. Về cho mình sưu tầm giống hoặc là mình nuôi mình chơi mùa sau cũng ok ha. Dạ. Bạch mai là rất là ok ha cô chú. Dạ, dáng bay. Nụ nhiều nè. Hoành thân là 14 nha cô chú. Dạ rồi.
Bay mình dài 30 ha. Tính tới đây là 32 luôn nè. Cây thì chắc cao có 20 thôi. Cây cao 20. Rồi. Má 14, bạch mai siêu nụ ha. Mình giao lưu sao chị? Rồi, cây này em giao lưu với giá là 550, bao ship nha cô chú anh chị. Dạ, 550 bao ship. Cô chú anh chị mà đặt hàng ngày hôm nay á, thì nếu liên hệ đặt hàng với em thì mùng 6 em mới gửi hàng đi cô chú anh chị, tại vì bưu cục ngưng nhận hàng rồi đó. Dạ. Dạ, mùng 6 em giữ đơn, mùng 6 em mới gửi ha. Dạ rồi ha, cô chú mình là tham khảo nha. Dạ. Bạch mai rất là đẹp nha cô chú anh chị. Còn cái thời gian gửi hàng là mùng 6 nè. Rồi cô chú anh chị tham khảo giúp em nha. Tiếp theo nè cô chú. Dạ, tiếp theo mã 15 cũng là mã cuối cùng ha cô chú anh chị. Dạ. Bạch mai siêu nụ luôn nha. Ôi cái củ, cái gốc này rất là quái nha. Thấy cưng nha. Nè cái đọt à. Ôi nhìn thấy ghê luôn. Thích sắc nha. Rồi bạch mai siêu nụ nha cả nhà ơi, nụ siêu nhiều luôn á cô chú, hoa màu trắng rất đẹp nha. Rồi, mình đã thông số luôn nha chị. Thân 12 ha cô chú. Dạ. Cái nào ngồi dưới thương quá dạ. Hết chậu luôn. 38 dài 30, cái hoành dài, chiều dài 38 nè. Ra cái chiều dài nữa. Dài 18 nha. Dạ. Còn chiều dài của nguyên cái cây là 35. Rồi. Cây cao cũng tầm 20 thôi ha. Dạ. Nhấn bài cô chú ha. Nhấn bài nha cô chú. Dạ. Giá sao chị? Rồi giá cũng 550 bao ship luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ, mã 15. Mãi nếu như lấy à? Dạ, nếu như lấy một cặp bạch mai thì em bớt mình 100.000 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Lấy một cặp bớt 100.000. Dạ, đúng rồi, tại vì 550 một cây, nếu lấy một cặp thì em để mình 1 triệu chẳng luôn á nha. Dạ rồi ha, cả nhà mình tham khảo nha. Dạ. Rồi, mình chào khán giả luôn chị ha. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip của em ngày hôm nay ha, thì rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị mình. À, chúc cô chú anh chị mình năm mới phát tài phát lộc ha. Em cảm ơn ạ. À. Dạ rồi, em chào tạm biệt ha. Dạ rồi, em chào tạm biệt chị Lan Thanh nè. Chào tạm biệt cô chú anh chị mình và em hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Dạ mong qua clip này cô chú anh chị mình sẽ chọn được một số giống mai về sưu tầm nha. Rồi, em chào tạm biệt ạ và hẹn gặp lại ạ.